bao nhiêu trái? Hôm nay á, đúng là mỗi người 2 quả, 3 người 6 quả. Đoán. Bye.
Lần đầu được đi xếp hàng à? Đây là tập văn hóa xếp hàng. Xếp hàng bạn ơi. Ra sau rồi xếp sau chứ ai cho xếp trước này. Tức là đứa nào bé nhất là xếp trước này. Hôm nay bố xin phép để mời nhá, để mời các bạn ăn kem nhé. Đồng ý không? Ăn mấy cái kem? Cháu ăn mấy cái kem? Hả? Không ăn kem? Cháu thích ăn gì? Ở đây nó có nhiều thứ mà ngoài kem nó chắc chắn có thứ khác. Có gà xiên đấy. Hả? Cháu thích gì? Hay là gan bánh kia? Hay cháu thích gan bánh? À, ở đây nó có cả đấy này. À, hot dog này, ăn hot dog nhá. Ăn tạm đi. Ăn tạm mới cho vui. Đây là ăn vui, ăn chơi. Kìa, yeah, Vi gọi gì gọi? Tổ có bỏ hành hả? Xin mời Vi gọi đi. Sai nào Vi chọn? Medium. Dạ, một cái mẹ ăn như đồng, mẹ coi như đồng. Theo ra bao nhiêu? Dụ em ăn gì đi kìa. Cà phê. Ôi dồi, gấu nhỉ. Bảo em ăn cái này nhá. À, bảo bạn ăn cái này á. Hai cháu. Có trà sữa đây. Đây hỏi bạn ăn cái này không? Hả? À? Hốc con thì ok. Không đi sang mua bắp con được mà. Ủa, chết rồi. Mất thẻ à? Maya cầm thẻ của bố à? Không. Đâu có nhở? Trả tiền mặt. Bao tiền? Bảo hành đấy. Cái này ý của em bóp xuống để làm gì? Để em chứng minh là không bị rơi đúng không? Chứ bây giờ anh làm rơi thì sao? Em phải đèn nhá. Này, đưa bố của bố bóp phát ra rơi. Bố bóp rơi thật đấy chứ. Đủ chưa? Thế ngồi vào đây các con này. Bà này hôn nhỉ? Chọn món ngon nhất luôn. Nhìn hấp dẫn hơn hẳn. Ba đứa này gọi gần giống nhau. Mà này khôn rồi. Bà này để lúc nào ông nào đói bụng cũng được ăn. Hôm nay sinh nhật anh Duy 9 tuổi. Thì mời các bạn đi ăn kem. Lần sau là sinh nhật 9 tuổi ra đốt nến đi con này. Xin nến rồi đốt đây. Cho nhìn thấy không? Đúng 9 tuổi luôn.
Ngồi đi, tôi mang ngồi trong này. Không. Thế không ai mời bố ăn nhỉ? Nó để cái thìa ngược lên. Cuối cùng chả có gì. Đó là mấy chị em đang đi kinh khí cầu à? Đang đi kinh khí cầu ở trong siêu thị à? Nhìn đây nào, còn à? Thật ngã nha, đi cái nhíu cầu cẩn thận ngã nha. Các cháu này đi đâu đấy? Các cháu này đi đâu? Hả? Cháu đi đâu? Đi leo tường. Đấy giờ nói sai nhá. Cháu đi đâu? Cháu Mai Hà. Cháu Mai Hà đi đâu? Nằm trên tường luôn. Cái này đâu tính giờ đấy. Chơi thoải mái mà. Đây à, cái kia ấy bảo là chơi thoải mái đấy. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ đấy? Hôm nay chú mời con cháu nhá, mẹ nhá, chú mời con cháu nhá. Bạn nói chú rồi. Bây giờ con xem chinh phục ở đâu trước. Nào. Bây giờ nhá. Duy đây. Duy ơi. Dày đấy cơ mà. Rộng quá à? Hả? Bây giờ nhá là nhắc nữa ra. Đấy, bắt đầu thi.
không leo ở chỗ này trước đây, chỗ này này. Hả? Đợi một phút là ra là hết là có chỗ không rồi. Cái này vào. Có thả thứ cho mọi người nhìn không? Thả thứ cho mọi người nhìn. Đây, đây này, đấy, như thế này. Được chưa? Đấy. Kéo quần quá, kéo quần. Đây chưa phải quay ngược lại. Kéo cho nào. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn ơi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Ok, let's go. Rồi. Các con này, trèo nhá, nhưng mà đừng làm liều nhá. Trèo là trèo đồng hàng nhá, đừng làm liều nhá. Lên trên cao nguy hiểm lắm. Nắm cái đi. 1, 2, 3 4 năm nè. Đấy. Đúng rồi. Tức là nói chung là phải đứa leo mặt trước mặt sau rồi. Không sợ đâu. Cái gì? Duy leo trước đây, hay Maya leo trước đây cho đây, cho Duy leo trước để nhìn, để anh Bun này, đấy, anh nhìn em nhá, để hai anh em leo, ok, cháu sang bên kia chỗ chuẩn bị đến bên kia, nhìn này, đây, bạn nhìn này rất đơn giản. Chỉ leo được nửa lưng đi là nhảy xuống. Nói chung là lên được cái nào thì lên. Cái này thiếu có bột. Ở đây sướng đấy. Đầu sợ thế nhỉ. Mẹ dắt chân đây. Sợ thế nhỉ. Đứng ở riêng này. Con đứng ở riêng này. Đứng giữa lưng rồi. Đứng giữa lưng. Xích luôn này. Ok, đi ra này. Ra đây, ra đây. Let's go. Hey.
Thế con cho Bun anh Bun leo leo đi. Này. Đấy, nhìn chị gà. Nhìn chị gà, giỏi quá. Được đấy. Lần này cố gắng ấy nhá. Cố gắng thấy đỉnh nhá. Cứ bình tĩnh, con phải bình tĩnh, con leo từng cái một. Duy ơi, Duy, quan sát ở chân này, nhìn này, quan sát ở chân này. Duy, những cái điểm nó dễ, 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 mình phải treo vào. Không vội, mình cứ bình tĩnh để kiếm cái chỗ đỉnh, nắm được cái tay, tay nắm đó. Nắm cả cái chân đó, nhìn cái chân này, cái chỗ nào nó rộng. Chỗ nào nó rộng nhất. Đúng rồi, mình phải để ý chỗ nào rộng nhất, mình leo vào. Chú bay à, nghe vẻ khó. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Phải lên đến tận đỉnh. Phải lên đến tận trên nóc. Phải cố gắng. Phải cố gắng, nỗ lực. Bước từng bước một, không có gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đấy, Quỳnh lên trên rồi à. Nhìn chưa, nhìn chị chưa? Cố lên. Bước từng bước một, cố gắng lên. Được, khá lắm. Maya cố lên. Đấy, chị Quỳnh lên lên đỉnh rồi. Mày quay lưng lại đây thì tao mới nhìn thấy. Mày cố lên, cốp cố lên. Cố lên. Gần tới rồi. Nỗ lực lên. Không có gì khó. Cố lên. Rồi. Cốp gần đến lên tới chơi rồi. Mày gần đến lên chơi rồi. Chụp chụp đây rồi. Rồi, mẹ thắng rồi. Rồi, Quỳnh thắng rồi, cố gắng lên. Rồi, thế là gần chiến thắng. Có cần phải đeo găng tay không? Ngọc ơi, cố gắng lên. Rồi, nhìn lên đây. Bùn, 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 lên nào, cố nào. Cố gắng, đi từng bước một. Không, chân nào nó phải ra chân đấy. Đừng để nó lộn xộn như thế, nó khó. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, leo từng bước một. Xong rồi đi, cố gắng lên đây. Cố gắng lên, cố gắng đi. Đấy, không leo đây, người ta phạt đấy. Thế à? Phải cố lên chứ. Rồi lên 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 lên. Ở đây mát nhỉ. Duy ơi, cái chân con để ngang ấy. Con để ngang thì không bị đau chân. Nhưng dắp con gót chân rồi. Cố gắng dắp con gót chân ấy. Thì nó sẽ không mỏi chân. Để ý từng cái bước chân một. Sang chân đi á, chân sang đi á. Cố lên cậu ơi. Cố lên. Mày
quay mặt ra đây cái này, mày quay lưng ra đây cái này, nó chả nhìn gì cả. Nhìn thấy mỗi hai đôi chân của mày ấy. Hài lòng lên cái nơi đấy, không đùa đâu. Cố lên, đứng cái chân lên đấy đã, đứng thẳng cái chân lên. Bình tĩnh, cầm cái tay và... Đây, đây. Cái chỗ đấy là cái khó nhất đúng không? Mình phải leo sang bên phía bên này này, nó dễ hơn. Nhớ chưa? Cái điểm dễ nhất là cái điểm chéo sang bên này này. Chéo sang bên này này. Làm sao suy nghĩ được chéo sang bên đấy? Gót chân, đắp gót chân thì nó nhẹ nhàng hơn. Cái này là kiểu gì đấy em? Leo là một người leo một người ở dưới. Được. Cứ đi qua cái. Chân này, này gì? Chân này bỏ sang đây. Bỏ qua cái xanh luôn, đúng rồi. Cái chân kia sang bên này. Này.
Kệ nó, kệ không cần bám. Cái chân sang bên này nhá, cái chân này, cái này. Đúng rồi. Chỉ cần một tay thôi. Đúng rồi, cái chân này lên đấy. Cái chân này lên trước đi ạ. Đúng rồi, chuẩn chưa? Lên thẳng luôn. Qua luôn cái xanh. Không quan tâm cái xanh nữa. Đúng rồi. Đứng lên em ơi. Bỏ qua cái xanh đi, cái xanh là đừng sờ vào. Cái này là cái xanh là cái lừa đấy. Ta lại lùi xuống làm gì? Fail rồi à? Lớn cái chân lên không? Không, mày để mày lớn bằng chân trái á Quỳnh, mày lớn bằng chân trái chứ không phải chân phải. Không, không, để lên tường trước á, để lên tường trước. Đổi chân lại. Dịnh hai tay vô đây luôn. Dịnh được không? Gần tới đỉnh rồi. Hả? Cố lên. Đi từng bước một không sao hết. Đi sang bên trái nè. Ê. Chuyên gia nào?
Mình lên thử chưa anh? Dạ không có màu ở đây. Dạ chắc màu cam dễ nhất, cái màu to to dễ nhất. Dạ. Thầy mẫu hết vào áo rồi. Trông như kiểu là bọn này nó như kiểu đi đi đâu đi bốc ấy, đi bốc vác ấy. Thế con cháu sao? Cháu không chơi không quẩn đúng không? Ra thể hình đi. Thế cháu làm gì? Lộn ở đây này. Úi giời. Đâu? Trời ơi. Bôi cũng chóc. Tốt quá. Nhìn giống có thạch sùng nhỉ. Quay ra. Đây. Hello bạn, bạn nào ạ? Okay.
vào cái bung ra rơi vào chân ấy. Rồi làm đấy. Để thẳng chân ra. Rồi. Cố lên. Hết đồ suốt. Sao cháu đi đôi dép to thế? Mấy? 39 à?